Nam Mô Di Đà Phật. Cầu xin kính quốc nguyện cầu tất cả đồng đạo cùng bổ quý gia đình chư quý vị được vạn sự bình an. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Bồ Sơn Kỳ Hương Đức Giáo Chủ Phật Thầy chứng minh gia hộ độ cho tất cả đồng đạo. Cùng là đệ tử nhất tâm thành nguyện hôm nay đi đến ở đây, nhân dịp cậu hành hương cùng với tất cả chư quý vị, cùng là nhân dịp cậu về ngang qua ghé ở nơi đây, trước kính nguyện gia đình sau cùng cậu xin nhắc nhỏ đôi lời cùng tâm huyết với tất cả chư quý vị. Như bây giờ cậu biết nói gì với đồng đạo đây? Vì trong buổi hạ quân bóng xế chiều tàn, cậu ngồi tâm sự với đồng đạo, chẳng lẽ không nói một lời gì sao vậy? Còn bằng ngược nói cậu có lỗi với trời đất gì trong buổi hạ quân mà đích cậu còn lãng giảng như thế này để làm gì? Vì thương nhân sinh, thương tất cả bá tánh đồng loại, cho nên cậu mới đến đây để kính thăm sau cùng, tầm tất cả các bậc tri âm tri kệ hiền nhân để sau nối đời hậu lai tại thế. Xin kính thưa chư quý vị, bây giờ cậu chỉ khuyến tu, tu bằng cách nào cho đúng với máy thuyên cơ tạo hóa trong buổi này, tu bằng cách nào sái luật trời đất, và là tu bằng cách nào mà mình ở ngoại càng khôn, tu bằng cách nào mà mình được sống trường tồn, hoặc là ngày nhập định, có nghĩa là bỏ sắc thân cũng như Phật đã thành rồi về. Xin kính thưa chư quý vị, chứ nếu mà cậu biết nói gì giờ với tất cả đồng đạo, chỉ khuyến đôi lời, tất cả các bậc đã có tu rồi phải tu lại. Tu như sao thưa cậu? Chẳng lẽ cậu mà phép màu gì dữ vậy? Chúng con đã tu rồi mà, bây giờ cậu đến đây để nói gì? Nếu mà đồng đạo có tu rồi thôi, còn nếu tu mà chưa được khéo, chưa được vẹn toàn, chưa được đúng với một mức độ tối tân tối thượng đi đến niết bàn vô thở, thì đây cậu sẽ giúp cho tất cả đồng đạo một ít lời ở đây. Đầu bài là khuyến tu. Xin đồng đạo cũng thông cảm, đừng buồn cho cậu, vì hôm nay vì trời Phật, vì trời đất, vì đức thầy, cho nên cậu mới khắp bốn miền khuyến đạo vạn dân. Cậu cũng không có quyền, cậu là một kẻ ăn mày mà rày đây mới đó để tha phương cầu đạo. Hôm nay cậu đến gia đình ở đây là đâu hả tất cả đồng đạo? Kinh đào. Kinh đào à? Ai đào vậy? À, Mỹ Đức. Rồi đủ. Kinh đào, trong một buổi tiết chiều cậu đến đây gặp đồng đạo vui mừng hớn hở để khuyến tu. Sự tu của mình không phải đợi đi núi đi chùa, hay là phải bỏ vợ con cha mẹ xã hội mà để đến nơi rừng núi nào ở đâu mà tu. Hiện diện hôm nay tất cả đồng bào anh chị em mình có biết bây giờ là quân mấy rồi chăng đó? Xã hội, đất nước, quê hương, đồng chủng của chúng ta đang thiết cần mình giúp đỡ. Thì giờ nó đây cậu sẽ khuyến tu để nhắc nhở đồng bào chữ tu hành thì người phải chui lắm, cho sạch sẽ gọt bào gai gốc. Nếu mình biết tu tâm không nên điều trách móc, chớ lễ phiền la khóc than vãn. Ở tại gia xóm nguyện chịu hàng, hiểu cha mẹ thiếp chàng đồng tu xưa, tu dạng dài chứ không phải một ngày một bữa, trong một giờ cũng gọi rửa xác xương. Nhất là tu ta phải làm gian để lót đường, thân trải đã gió thương nào quang ngại. Ở tại gia mình có quyền cúng lại hai thanh tịnh tỏa thuyền tự tại vô biên. Ở tại gia nương náu mẹ hiền, xóm ngay thảo để cầu yên đất nước. Ở tại gia nhất ta phải làm phước, nói nhẹ lời mình được phiêu diêu, chữ đức ân ta phải đoạt nó cho nhiều,
câu bác ai nuông chiều trong già. Sửa đổi tánh thật là quý giá, gọi làm sao cặn bã đừng còn. Nhớ khổ đến đâu mắt cũng không lệ thon vôn, nghĩa hiếu đạo vuông tròn tu hậu. Ngồi thanh tình đêm khuya trằn trâu, đời cậu phiên cực nhọc chớ buồn. Cậu phiên đời mà mắc lại lệ tuôn, đường dài dàng cậu tập tuồng kinh giáo lý. Người không hiểu trong buổi tiết chiều đây cầu chi, nhẹ thân mình đừng bỏ phí không nên. Đồng đạo ơi chớ tu thân tâm trí chớ nên quên, nền đạo hành kề bên mình hằng lương. Tiền vàng có nhưng thân này không vui sướng, các bụi trần mình vướng phải trong gai. Dù mình tu trăm đắng lại ngàn cái, ngồi niệm Phật để hiện ngày trước mắt. Bụi nguy hiểm thời kỳ thắt ngặt, cậu đến đây dẫn dắt trò về. Sớm học hành đừng có bỏ lý thế, ngồi mài miệt bồ đề sau tuệ hưởng. Thân cát bụi nhiều đời ta dung dường, nay tu hành kỹ lưỡng dẹp xong. Ráng tịnh tu chứ cát bụi lửa hồng, sáng còn đỏ chiều trong biến mất. Ráng tu tịnh đừng có sợ những gì đã mất, ráng nuôi mầm cảnh vật Phật tiên. Đồng đạo ơi cậu thăm đồng đạo để nhủ để khuyên, lòng bạc ai mở cửa thiên rộng tắc. Không có phải khuyến tu mà lời âm tiếng nhạc, đời còn mê bụi cát còn nhiều. Chẳng lẽ nào không thương mến vạn thúc yêu, mới diệu dụng tạo nhiều điều phiên kể. Ráng thanh tịnh chữ tu đừng bỏ phế, đời tàn rồi nhiều kế quỷ ta. Cô trao dồi thiết thiết lại tha tha, tu liêm chính thì thánh tòa sao được ngừ. Giờ thanh tịnh huệ khai bút sự, cậu khuyên tu cũng tự do trò. Hãy tu hành phải sớm liễu chiều lo, thân nhàn nhẹ thì ta qua đò về phương cành. Thân cát bụi trần trường chừng nào rành, đến chết thôi biến cảnh rồi ta. Không tìm đường trở lại được rảnh ràng, say đắm đuối mãi thì vẫn tràn lan nghiệp năng. Khuyên đồng đạo cũng như giờ cố gắng, nhỏ nhẹ lời mình hưởng đặng rảnh ràng. Ai chửi ta, ta miệng niệm Phật đàn, tâm kinh lặng để nhẹ nhàng tu tình. Người mắng chửi là bụi dơ, người lem dinh, ta nhìn người sâu kín bên trong. Nhìn một người ta thoát được mây mưa dầm, nhìn lâu
Khổ thì non bồng ta nối bước, vợ tu niệm trò phải lo cho được, đừng có ham quyền tước cao cầu. Hạnh trao dồi phải thức dậy canh hâu, sớm mai miết kêu ẩu lo lại bay. Thức tỉnh ngộ thâm tâm thường rộng rãi, thương người nghèo đừng ý lại giàu sang. Giàu sớm mới chiều lại rủi tàn, sốc biến mất thành than thành lửa. Người tu sĩ nơi hoang tàn tu chưa, tu chánh chân Phật lửa sao còn. Tu giả mang làm miếng mòn mùi ngon, cho thú dữ ngậm thôi biến mất. Phàm tục tử hiện giờ tài đem cất, không đức ân thành bậc cường đời. Sớm tu hành cậu vẫn chèo bơi, nhắc đồng đạo tuyệt vời biết mấy. Phải rọi trí tâm ta điều quay, bỏ đừng làm thì mình thấy Phật tiên. Nhất là người không được nói ngửa nghiêng, cứ ngay thẳng thì nghiệp quan khiên sớm dứt. Vàng ngọc tiền muôn triệu ức, đổi không bằng nghị lực hèn nhân. Ráng chí tâm thì thấy thánh thấy thần, ráng cực khổ thì Phật ân ban phước. Tàn đời khổ mà mình tu cho được, làm việc hèn nước ngược cứ bơi. Mình người tu đâu có lạ đâu lơi, mình người tu khổ chứ đâu có thành thơi bận rộn. Vừa tu niệm vừa tránh đời nguy khôn, bụi quân tàn hao tổn vật nhân. Cậu đến đây trò biết thảo biết ơn, cậu mừng lắm cũng như thoát qua cơn nạn khổ. Học trò ơi ráng cậu đưa về phương Đông Độ, đặng siêu tầm giải khổ ngày sau. Tỉnh hay chưa? Tỉnh hay chưa trong một giấc chiêm bao, nghĩ đắm đuối chốn ngạt ngào bể ai. Giấc chiêm bao kìa trai cùng gái, ngõ mà xem quỷ quái đầy đường. Mê cửa nhà là ngục là dương, mê vật chất là khám đường chôn nhốt. Thôi nghe cầu ráng làm giường cột, chữ tu hiền mai một thành thơi. Trận thứ ba chỉ còn cốt Phật trời, hổ thoát khổ rồi thầy chèo bơi qua bể ấy. Thôi nghe cậu chiếc thuyền trời tay ta lái, chở người hiền thoát hải sông mê. Biển khổ kia nương ánh đuốc đạo về, đừng ngỡ nữa lê thế rồi chìm đắm. Buổi chiều khó tinh đào chân cậu dầm, cậu ngồi đây ngắm nghĩa sương mù. Hỏi lại đời sau ít kẻ chân tu, toàn những bậc ngao du dạ vui. Cậu kêu réo đại trí nhân nên sớm hối, rèn lòng mình để hối cải từ đây. Tình hay chưa? Tình hay chưa, bố cốt nhục vợ này. Có tình ngộ thì nhìn coi cậu rơi đầy nước mắt. Bụi tàn khổ Phật tiên khắc ngật, bảo cậu xuống trần để dắt dần miền lương.
cầu không hoạn ngại gì kiếp khổ gió sương. Tâm mài miệt trong nẻo đoạn trường bi khắc, nhịp cầu kia giờ này cầu bắt dẫn trò qua bể ngạch gian nghèo. Thương chúng sanh quả nghiệp cứ mà gieo, giống thiện có mà không trồng sao hường. Đồng đạo ơi, bụi này không sung sướng, cậu than buồn rồi người vương trong gai. Tu hay chưa tình còn sai, có tình vậy thì mau nhìn ngay đò cậu đợi. Bụi chiều khổ chiếc đò nơi dịu dời, chốn sông buồn đò lời lời quá quang. Đò réo kêu bớ quý khách trần đà, mau bước xuống đò nhà về Phật quốc. Người say mê bóng bày đời vật chất, trí mờ lu bị khổ não sâu. Đừng có buồn tu tình đôi câu, ngồi mày miệt tuần lâu rồi sẽ rõ. Thôi cậu dặn hiện giờ đây rồi có, tịnh tâm thần mới hiểu rõ chân như. Sám hối đi tật xấu tánh hư, muôn vạn kiếp mà ngờ mình còn đeo mày. Chữ tu niệm là giờ ta hối cải, giúp đỡ người qua biển ấy sông mê. Tình chưa trò cậu dắt cho về, đừng ở nửa lê thế trần trước. Mau cậu dẫn trò nghèo đi tiến bước, bả định chung không được trường tồn. Nhớ rằng ta còn xác lại còn hồn, còn tí ốc thì ta không tu niệm. Mất xác thể ngàn năm muôn khổ kim, ơn mẹ cha có hiếm nào đơn. Có tu rồi đạo hiếu chẳng nên quên, cứu thất tổ còn đang nằm bên ngục địa. Tình đồng đạo mây dâng bốn khuya, cậu về đây dẹp ngục mây mù. Khuyên đạo đồng cố gắng để mà tu, đừng buồn thảm rồi ngục tù chốn nhốt mãi. Thương cô bác, bụi này đò cậu lái, chiếc đò chiều nơi biển ai còn bơi. Chúc chúng sanh, cậu chỉ có mấy lời, lời cậu khuyên người thời nên tu sửa. Tu nhiều ngày chứ không phải giờ phải bữa, hàng phục lòng đừng để lửa dậy cháy lan. Bớt sân si thịnh nộ thì được an, lòng vui vẻ cũng như hoa tràn gần nở. Đây cậu già nghìn năm muôn thở, tu cho thành Phật đời niết bàn. Không tu hành khối lửa sắp can qua, đốt thiêu hết cả nhà hoại cả. Giờ cậu dặn từ bi rộng rã, chỉ cho trò quỷ giả giường bao. Ở nơi đây xuống bút mực chôn kinh đầu, tả thơ ký phúc hào kinh tận. Đây đồng đạo buổi tuyết chiều cố gắng, nghe cậu rồi mình hiểu đặng hay chưa. Sao hồng trần lại quá thất thưa, say đắm đuối mà chưa tỉnh giấc. Sợ tiền của vàng son ta mất, còn thân đây sắp tật sắp nguyền.
Cậu nói rồi bút mực lại cậu biên dáng cố gắng rồi chiếc thuyền quay lại rước. Rước những ai đủ đầy mực phước, rước những người hiểu được chân như. Rước những ai không tánh xấu tật hư, rước những bậc đại từ trí tuệ. Rước những kẻ trần gian bỏ phê, rước những người bóng xế chiều tàn. Rước những người biết cha mẹ, biết gia vàng, biết thân quyến, biết họ hàng lân thuộc. Rước những bậc tội căn ráng chuột, rước những người xóm buộc lục nghì. Rước những ai biết niệm chữ từ bi, rước những kẻ vô vi biết pháp. Rước những người thánh tiên sau được gặp, rước những ai tu gặp vẹn niềm. Rước đem về Phật quốc bên Thiềm Long Hoa Hội được dựng im hớn hở. Mấy ngàn năm giờ này muốn thở, chiếc đò chiều trả nợ chưa xong. Chiếc đò ai đã xuất hiện ở trên dòng? Đò của cậu Lưu Hồng tìm kiếm đâu? Chịu bận trượt mây văn đời xót xào, cậu không buồn chỉ tìm đạo cho ra. Nói mà thương chỉ cốt nhục đấy mà, tình nhân loại cho nên cậu thuyết tha khuyên vàng. Thôi kính chúc đạo đồng đây phân cạn, cậu trở về với chim nhạn tha phương. Ở nơi đây mượn bút giấy để khai trương, biên cho rõ để tận tường người hiểu kỳ. Nam Mô Di Đà Phật. Trong một buổi tiếng chiều ở đây, kinh đào cậu tặng cho tất cả đồng đạo một bài khuyến tu, có nghĩa là cậu an ủi rên buồn trong người tu phải như sao. Cậu chỉ nói ít thôi, sợ tất cả đồng đạo cũng hiểu nhiều về lời cậu đã nói rồi. Bây giờ cậu xin kính tặng cho tất cả đồng đạo một bài nữa. Nhưng một bài ở đầu bài gì đó cậu sẽ nói cho tất cả đồng đạo nghe. Sớm bỏ hồng trần. Xin kính thưa tất cả chư quý vị, trong bài sớm bỏ hồng trần, sao cậu nói vậy rồi bỏ cái hồng trần thì được chết làm sao? Không phải vậy, mà ta phải bỏ tất cả những cái gì trần trượt này mà u mê ngày trước đó ha. Thì bây giờ đồng đạo cứ bỏ đi, nghe lời cậu tu thiệt nè ha. Là một việc trang hoàng thì nơi đó đó là mình bỏ hồng trần không, còn đắm đuối say mê còn là một việc mà không có tốt đẹp á thì mình không có bỏ đó. Thì sau đây đó mình sẽ nguy hiểm đối với thời kỳ mà cuồng phong gió loạn đến. Xin kính thưa đồng đạo đây nè. Sao cậu nói đề tài gì đó đây, xin tiếp chưa? Cậu mới nói đó, đề tài sớm bỏ hồng trần hả? Cứ người nói cậu nói kỳ quá à, bỏ hồng trần rồi chết thì sao? Nhà cửa vợ con cha mẹ như thế này à, phải không? Nhưng không phải vậy đâu. Bây giờ cậu xin tả nè. Mau bỏ việc hồng trần dơ bẩn, để ta lo tinh tấn sau này. Chốn hồng trần cát bụi không hay, mãi 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 đắm bùn lầy vật chất. Hồng trần khổ vợ con gia thất, mãi âu lo không tỉnh giấc say nồng. Bỏ hồng trần bằng lý đạo tâm không, về Phật cảnh tội lòng biết mấy.
trần các bụi người đâu có thấy, dần theo ngươi lần lại sang hàng. Mê có tìm danh lợi xa qua, quên cúc nhục ông bà cha mẹ. Mau gội rửa thâm tâm sạch sẽ, bỏ hồng trần để mát mẹ vui thay. Cặn bã trần khổ sở rước rai, cậu khuyên nhủ gái trai đồng ngộ. Bỏ bận trước để ta về Tây Phương lộ, bỏ cho rồi để giải khổ trầm lưng. Đồng đạo ơi sao cứ mãi vui mừng, vui cảnh giả cậu bảo đừng suy nghĩ. Cậu xin kính thưa cho quý vị, đó là lời bỏ hồng trần đây. Còn nữa cậu xin tả thêm đây cho tất cả đồng đạo nghe ha. Chứ biết nói gì giờ với tất cả cho quý vị ha. Bây giờ cậu đã nói một bài thơ nhỏ ở đây cho đồng đạo nghe, đó là một câu để cậu ngâm thơ buồn để ru hồn tất cả cho quý vị thôi. Bây giờ cậu xin giảng tiếp. Cậu xin giảng tiếp. Mau bỏ hồng trần. Mau mau xóm bỏ chưa hồng trần, đặng về mà Phật quốc sáng ngần hậu lai. Trần bỏ bị cái trai đừng dướng, nẻo ta bà có vui sướng gì ở đâu. Sáng vui chiều khổ chứ mới sâu, bỏ đi mà đừng nhớ rồi cảnh thấu chưa đừng mang. Mau bỏ biệt trần gian cho gấp, chớ mưa ngâu gió thấp chưa nổi ở trôi. Trần gian bỏ biệt đây thôi mà quay về chứ cửa Phật sao ngồi đại mấy. Trần trượt bẩn phủ dây mấy lượt, bỏ đừng cần mới đứa siêu sinh. Hôm nay cậu giảng thần tình, bao người bỏ biết gì tận sinh đắng về. Mê mãi mãi nắng đề nhiều kiếp nay hổ rồi, thoát ta nghiệp chứ đông sông. Trần gian là nhóm chứ lửa hồng, bút đến mà thiếu cháy chứ không không có còn. Giờ thanh tịnh bà con cầu vàng, cầu cài kinh vi đáng ngọc ngà đến đây sự thật bao la. Khuyên trần mà bỏ biết vậy mà trần ơi. Sớm mau bỏ ngâu chơi Phật cảnh, mà nữ thế gian có rảnh được nào. Bỏ đi ba tánh đồng bào, đặng về mà Phật quốc cho hội trào Tây Phương. Đừng có dẫn có dương chi nữa, mà nhìn thử coi ngọn lửa chứ cháy lan. Đốt thiêu ức triệu lửa vàng, thấy chưa mà đau suy chưa trên đi đàn chơi giới. Mau sửa xóm chèo bơi theo cầu, bỏ biệt trần ân dấu mà cảnh tiên. Bỏ đi đạo sĩ tôi hiền, bỏ bằng tư tưởng chưa cuồng điên làm. Bỏ bớt đi từ bi ta niệm, mà mất xác thân khó kiếm được nào. Buổi chiều ở tay kính đào kính khuyên, mà bả tánh chưa đông mà bao bằng thơ. Trúc tâm mà sợ chứ đúng giờ đúng lối cầu.
cậu xuống đây gỡ rối cho bà mà người cứ mãi gian tham trần. Đời chứ không biệt chứ cứ làm tội nhân. Xóm nghe cậu xa gần cửa ngục đặng tu hành lắm á, lúc còn nguyên chớ không trời đất chính nghiên sát thân mà đảo á, lộn chứ còn á, nguyên được nào. Thương ba tánh làm sao cậu nghĩ, buổi quan tàn còn chỉ còn răng, chỉ bằng giáo lý thì văn, chỉ bằng mà thì phú chứ hơn bằng vàng muôn. Bỏ trần đi chứ lễ tuôn lã trà, sai mê chi xác rã hồn tan, sao đây biến tở gò quan trôi rồi mà ức triệu chứ lụa vàng biển mở khơi. Buổi chiều khổ thành thời mới vàng, cậu tính rồi sắp mang niên qua kiêu trong mà biển ấy giang hà kiêu trong mà cô bác tại gia kiên trì từ bi có bỏ đi trần trượt đắm sai hoài mấy lượt cho biết không, chết rồi cũng rủ bụi hồng buông tay mà nhắm mắt chưa thinh không có còn. Cậu xin hết bà con đồng đạo, nếu thương thầy mà răng thảo chứ ráng ngờ ngay, trần gian là lối trong gai bỏ đi mà tu niệm chưa hưởng đài trăm hoa. Giờ thanh tịnh cậu ra lời giảng, nếu rõ thông các bản hiền lành thì là mau bỏ lẽ nhanh đặng ta trở lại chư đại thành Nam Bang. Còn hồn xác rành rang tu niệm để mất đi rồi khó kiếm được đâu. Này mai biển thăm quá dâu, chuyển lưng mà trái đất chưa ngọ hầu chưa cũng tan. Mình cứ mê trần gian chấp quỷ, cậu thấy rồi niên kỷ cận kề thương ai giờ đó cậu về. Giờ này mà cậu giang chưa nặng nề không than. Thuyền qua lại lại ngang mấy lượt, tay cậu mắt kia miệng lướt réo kêu kêu hoài trong buổi tiết chiều. Người không mà nghe cậu còn cảnh kêu chê cười. Bỏ trần đi mọi người, cố gắng mê mà làm chi lỗi lặng như vậy. Cực thân hồn vía không hay, tưởng rằng ta ở chưa lâu tay chưa đẹp rồi. Xảy tay chút ta ngồi ngục thảm mà thấy rõ chưa u ám màn trời. Lo tu thanh tịnh người ơi, ăn chay mà niệm Phật chứ coi đời long quá. Đời long quá không xa đồng đạo, chỉ chút đây mình giao chứ cảnh tiền. Nếu ai dứt nghiệp quan khiên lên đò mà cậu đợi thuận duyên rồi về. Mau cố gắng bồ đề sau vừa, mà giờ nguyện đi cậu hứa cận đây. Nguyện cùng Đức Phật, Đức Thầy hộ cho con trẻ, chứ giờ này lo tu muôn việc thế mặc dù cao cả. Nay mấy đây cũng ra cũng tan, chỉ còn có ánh chưa đạo vàng, chỉ còn mà có Phật chứ Tây Phan trường tồn. Nam Mô Di Đà Phật, cầu xin cho hai đề tài, có nghĩa là bỏ, sớm bỏ trần gian, và một bài khuyến tu bây giờ cầu xin tặng cho tất cả đồng đạo một đoạn nữa, ở trong một đoạn gì đó để cầu suy nghĩ coi cầu phải cho tất cả đồng đạo một đoạn gì. Nam Mô Di Đà Phật. Đáng lý ra là cậu không nói nhiều với tất cả đồng đạo, vì một trong buổi tiết chiều lặng lặng cậu muốn tâm tình cùng với tất cả đồng đạo để chia sẻ đó, đi gửi lên một đôi câu cho tất cả Phật tử cùng đồng đạo ở nơi đây. Xin cái mong quý vị quan hỷ cùng
Giờ đây đề tài cậu sẽ cho tiếp với đồng đạo nghe. Sau hồi nãy giờ trong hai luận giảng, tất cả đồng bào anh chị em ở đây có cái gì muốn hỏi cậu và có cái gì thắc mắc hay là buồn phiền gì không vậy? Ở đây nè cậu hỏi. Hay là có lời khuyên gì cậu không? Hay như sao đó, cứ nói. Xin cái tôi cho biết gì. Rốt ráo để đoạn sau cùng cậu sẽ nhắc nhở đồng đạo anh chị em. Tổ ngộ trong hôm nay, cậu xin kính mong cùng tất cả chư quý vị hiện hữu có mặt ở nơi đây. Nếu không có gì thì cậu tiếp tục thuyết trình thêm ở đây cho tất cả đồng đạo nghe những môn bài bí khắc. Bây giờ cậu xin cho gì đây? Bây giờ cậu rao dần một dần thơ đây đi để rồi cậu kính tặng đồng đạo. Sau cùng cậu cho đồng đạo một đoạn là từ giả đạo đồng. Nam mô Phật. Nghe dân dặn bốn miền đau khổ, nghe chúng sanh đang gây gỗ cùng nhau, cảnh thảm thương bá tánh đồng bào đang lộn xộn đau sâu vì vật chất. Buổi chiều khổ cậu gặp tình huynh cùng các bậc biết nói gì giờ cho các bậc được thông. Nói đôi câu rồi xuống bút tỏa lưu dòng. Đời mờ ám đời không có hiểu. Đồng đạo ơi ở kinh đầu cậu ghé thăm chút xíu đúng thì giờ. Qua điều thi dân cầu kính khuyên đạo chớ ráng thường hằng sớm học kệ để lướt khó khăn đời mặc kiếp. Cậu biết khổ cho nên hiện giờ đi cho kịp, trễ chiến đò rồi mất kiếp sẽ tiêu tan. Ngày mai mới qua trang, trò nghèo nghe cậu lên đi đàn đặng thi. Không nghe cậu có còn chi đâu Phật tử. Trò nghèo ơi ráng sự ráng kinh, sớm hôm tu niệm cho mình. Ngày thời sinh kế đặng mà sanh nhai. Sống tu tịnh để nẻo trần ai tắt lặng bụi nguyên tàn cậu nhắn đôi câu. Thơ buồn ba tánh biển dâu, cầu cầu nguyện trong quả đĩa cầu yên nhiên. Cầu sao cho tất cả ba tánh được mở lối cái hiền, được trở về đất Phật bình quyền cả hai. Đồng đạo ơi cậu nhìn rõ đắng cay biết mấy, cậu đến đây để rồi thấy rồi thương. Buổi chiều dài dặn gió sương, cậu còn ngồi giảng đau canh tệ lương khốn cùng. Đồng đạo có biết không, cậu xuống đây chính là một ông cậu điên khùng. Trời sai mấy biển mấy dùng phải băng. Đi giáo lý thi văn qua mấy lượt gặp quỷ tà nói ngược nói ngang. Nhưng mà cậu chẳng hô hăng nguyện cùng cậu độ hết trần gian ngày này. Đồng đạo ơi mong bá gia bá tánh được chữ xuống về thì ngày cậu trở lại đài thầy lo tu. Bây giờ còn quá mờ lu, cậu còn ở lại ngao du trần đường. Đồng đạo nếu mà gặp cậu có mến có thương thì về phải ráng làm gương ngày cùng. Sáng tu bốn biển rồi lại hiệp chung, sau này mới thấy ai khùng chưa ai điên. Nhìn cho rõ mà lòng thiền tới ta, mà nhìn cho ra cậu đã là ai. Trò nghèo bị khắc
tay tiền kia mà cậu lại chứ sắp quay về đền. Trong chút ba nữa chứ thay ngó ta cho vàng bối quán tàn, cậu lén đến đây đằng bao phút nữa cửa xây dặm tình đồng đảo đằng hay trở về. Thôi nghe cậu xóm kề chịu cân mà đừng có lo trân hận cùng đời, tu hành gián kiếp thành thời nay mai rồi thấy Phật đời ở đâu. Buổi chiều khổ chứ kinh sâu lặng lội, cậu đến đây nhiều nỗi gian, biến thân biến thải của ta đặng mà khuyên chúng kỳ ba đặng. Còn giờ cậu chúc bà con đồng đạo ráng tu hành sao giáo cánh tiên, có lời than thở lị phiền rồi xa đồng đạo chứ nơi ở miền giang chúng. Không biết cậu về rừng về núi mà biến thời trong bụi chưa gian hồ, cậu mình về chỗ xứ mô đắng mà xây đắp đắp tổ chú dân lòng. Thôi cố gắng tâm thanh huyền diệu mà ráng nghe đi, đặng liệu đặng lo xóm hôm học dẫn đi trò học cho mà cho giỏi tùy do thầy ban. Giờ chưa được rảnh rang ngơi nghỉ mà cả môn bài cậu chỉ tìm phân mình tu lướt khỏi khó khăn, dù cho giông bão mây vắng chứ dứt liền ráng quan xét thường xuyên trí tệ trong môn bài sống kể chịu trinh. Gợi thăm các ánh đạo mình nơi này mà cố gắng đăng trình xóm chưa, giờ cậu dẫn muối dưa cũng được nghe cậu phiền tiếng bước chứ đúng mơ giờ. Ráng tu cậu đợi thầy chờ, thật là vô bến chứ vô bờ làm sao. Nay cậu đến kinh đào phiên giảng để kính thăm đồng bạn của mình, cậu thăm các bậc thư sinh cùng là chánh giác chứ mình không sai. Cậu thăm đạo gái trai nhắn nhở hội qua trời cho đủ cậu mừng, ác gian cậu bảo máu dừng ngay đường mà thẳng lối từng bừng. Ta nói đó là tu giống nồi hồng lạc tao mang rồi cỡ hạt chú quý lấy, xong rồi việc thế trần ấy lo tu mà đắc pháp hiện ngay chứ tiền bồng ở chi thế mất dòng tục lệ. Ở chi đây sẽ bị đau tù, giờ này là câu phiến tu dặn dò mà đồng đạo chứ ngào du bốn miền. Cậu không ở cạnh tiên đất Phật, lâm xuống đây gặp bậc gian hà, khổ đau cách mấy không ra, buồn thương cách mấy cùng hải hà dòng châu. Có khi khổ canh thâu rớt lệ mà cậu xa miền chính bể xuống đây, xuống miền gặp quỷ bùa dây gặp gian tà tắc chứ đâu đầy dẫm chân. Người thù nghịch là ơn của cậu, nói cho trò ẩn dấu mà học qua theo mình tu, giống thiện phải gieo nhân quả mà tu ở xưa chưa hiểm nghèo không than. Chịu trần gian gian nan mới đắp, mà đây là lời cậu nhắc tình huynh, thâu đêm ráng nhớ chứ sự kinh, qua trường mà gần mở chứ trò nhìn thử xem. Nam Mô Di Đà Phật. Cũng là một lời cậu than buồn phiến tu, nằm trong cái đoạn đầu bài là phiến tu đó. Cho nên hôm nay cậu nhắc nhở với tất cả đồng đạo, chứ biết gì mà cậu nói với tất cả đồng đạo giờ. Cậu nói nè, bóng xế chiều rồi đó ha, đồng đạo thấy không, đã trễ rồi tu không có kịp, đúng không? Bây giờ cậu xin tặng cho đồng đạo là tu không có kịp ha. Bây giờ cậu xin tặng đầu bài nữa nè, tu không có kịp.
một đoạn rồi cậu nhắc tới đây cho tất cả đồng đạo biết để sửa đổi ha. Ngồi buồn xem sở xem kinh, xem qua rồi lại giật mình, dân ơi chưa ngồi buồn mà bút mực chưa tả chơi. Đây rồi dẫm đất chứ kêu trời than gian, tu không có kịp đậu tàn. Mau mau sửa đổi coi màng sợ phân chứ ngồi buồn, ta bút chứ dư dân. Ta mà từ sơn đánh đài thần, lâm sang xuống đây chịu khổ trần gian. Thấy rồi mà mấy lượt chưa loạn thang cùng đường, dừng ơi không chịu chứ nhẫn nhường. Tu đâu mà có kịp đoạn trường nay mai, đó là Phật định thần sai mà cho nên đức cậu ra bài. Khuyên dân chứ khuyên xa rồi cậu chứ khuyên gần, khuyên ai mà xóm tạo chứ chịu tần đắng lo. Dân Nam còn mãi so đó rồi đẩy lấp biến chưa dời gò, không hay chứ thương dân mãi tạo chưa thấy. Thương dân mà chỉ thấy chứ hội này được không, chứ ta đi ngoài ải mênh mông. Đừng nên mà hỏi câu đằng ông đằng bà, hỏi chi khổ sở kia cả gót chân của cậu Quang Hà. Ra đi chứ ra đi của Phật tự bi, sai cậu mà xuống thế mà bạch ly đôi lời. Phật sợ mà tan nát cái đời cho nên mà sai cậu chứ ra rời. Khuyên kính chứ khuyên hoài mà ba tánh chúng sinh, còn chữ mà trời Phật quỷ tinh kia cả. Nói rồi nước mắt châu xa kể đây, mà chút nữa chưa cậu là lui đi chứ không còn ở lại làm chi. Viếng thăm mà đồng đạo chứ cứu nguy ngày cùng, dân ơi chính cậu điên khùng. Cậu đi mấy biển mấy dùng đông tiên lớn, dù cho ai giận chứ ai hờn. Tiếng dân mà dân chẳng mang ơn chút nào. Bữa nay cậu rảo chứ kinh đầu, bút thơ mà cậu xuống chứ tặng nào. Mà ở đây giờ chiều mà lưu niệm chứ của thầy, bút nghiêng mà cậu tỏ chứ đâu đây ra tường. Dân ơi có nhớ có thương thì giờ cố gắng vẹt đường, dù mình nặng lo tu niệm chứ hưởng mình. Tu không có kịp chứ cậu xin làm gì, của tiền bố thí mau đi dạy công giấu Phật chứ cứu nguy ngày tàn. Cậu đi mà rảo khắp với chứ xóm mơ làng, năm châu mà giảng quốc chứ hai hàng tuôn xa. Buồn thời tấm nước ma đi gần rồi lái đi xa, bớ người cỡ chữ ta ta lại chứ vui cười. Miệng rằng phước báo ân dư vậy đầy, tại ai xa chốn đại thầy, tại vì sinh chúng bùng lầy còn dơ. Mà tại ai ta xuống chứ trần giờ, tại vì dân chúng mới chứ còn khờ làm sao. Tại ai từ giả đại cao xuống miền mà chịu khổ chứ đớn đau như vậy. Tại ai xa chốn chứ đại thầy, xa ngôi mà chính bể chứ xuống ở đây chứ ngày tàn. Tại ai rời cảnh Tây Phan xuống miền mà đâu hết cho trần gian khốn mơ cùng. Tại ai mà cậu khổ chứ cậu cùng, tại ai mà mây keo chứ chập trùng tối đen. Tại ai cầm đuốc cầm đèn, tại ai mà cậu khổ chứ trong khoen lạy lừng. Tại ai cậu khổ chứ không mừng, tại vì dân chúng chứ bao đừng có gian tham. Tại ai mà dấu lý cậu làm, tại ai cực khổ mà cậu cam chứ không mơ buồn. Nói ra chứ bận tỉ chứ điên cuồng, chúc cầu mà đồng đạo chứ khai tuồng thi thơ. Trái rồi đúng nhịp chứ đúng giờ, tu đâu mà có kịp chứ đừng chờ. Mà làm chi chứ về nhà thận bái mau đi, chỉ tâm mà sám hối chứ khỏi nguy ít nhiều. Nói ra mắt lấy buồn hiu, chúc cầu mà đảo sĩ chứ tiếp chiều. Tại đây thêm cơ mới tạo chứ giờ này, khiến cho mà cậu gặp chứ ngày này vô biên. Tại ai rời cảnh Phật tiên, tại ai mà cậu xuống nơi miền cho bận dơ. Tại ai mà cậu phải chứ giả thờ, giả thân mà cắt bụi lu mờ đến kính thăm. Thấy dân sao quá chứ lỗi lầm, thấy dân mà sao quá tối tâm mù lòa. Cho nên chứ cậu phải chứ miệng xa, giáo khuyên mà đời mạc cho thân ta như vậy.
cậu đâu có phải làm thầy gì, nhìn coi đức cậu chứ bùng lầy dâm chân chứ, đời ơi đời cứ thua hơn đời không mà thương cậu chứ từng cơn chút nào. Miệng kêu tay quắt bào hao, mau mau mà ráo bước xuống tàu, ta lui chứ trận gian sâu quá chứ lại đuôi, không thấy mà đường thoát mà lại vui với quỷ ta. Xuống miền thiết thiết tha tha cho nên bướng sát, chứ đàn bà dễ khuyên chứ biết đời quỷ bị chinh yên. Nói cho mà cô bác chứ thì liền tại đây, nghe rồi ráng sửa ráng xây, thấy rồi một khách chứ chưa đầy một trăm thì là mình bị mấy dân trần gian mà bủa hết chứ khó khăn ngút trời. Dân nam tưởng cậu thảnh thơi về đâu cậu lỗ chứ cơ trời đông sông, chứ nói cho cô bác mà chị ông có thương mà đứt cậu mà tâm không rồi về. Không thương cứ nhúng cứ trề, không thương mà cứ hãi mới chán chê tâm thần, thì là cậu cũng cho phận dân hết rồi mà trở lại cho đài lân mẹ hiền. Nói ra vô lượng vô biên mà lại cầu ba tánh cho thị thiền, thôn quê chứ mau mau rủ hết rồi về, tu đâu mà có kịp cho bồ đề trong chân. Từ đây khổ sở không sờn, bao năm bi khắc từng cơn lộn cuồng, gỡ thơ chứ thấm bản cay tuồng, thăm người mà bần sĩ chứ điên cuồng như ta. Nói rằng lấp biển giang hà cơ trời đã đánh cho từng nhà, nghe hôn chứ nghe rồi cố gắng buồn chôn, chớ đây mà đóng cửa mà thuyền môn bất ngờ. Dân ơi sự tới bây giờ, nghe ông mà ngu muội chứ bên bờ rồi lo, chứ dân nam đừng sợ đói no, phải chi mà nghe cậu chứ qua đò thì xong. Xưa kia xuống bút khai dòng tả thơ mà để lại chứ đạo đồng tượng trí, chứ đạo đồng chẳng sợ lắm nguy mà người đời mà còn lại chứ kinh khí kia kìa. Bây giờ cậu nói chứ lìa lìa giảng rồi mà cậu hỡi chứ đi về đặng yên chứ nói gì ra, cậu khóc chứ liền miên trần gian sáu mãi cuồng điện như vậy. Trần gian đợi tới không hay quỷ ma tà tặc búa gì kia kìa, nay mai chứ ngục thảm chứ phải gì, nghe lời mà cậu giảng chứ kia kìa mà hành theo. Cậu về giống thẹn chứ răng gieo lập công mà cho gấp chứ hiểm mà nghèo nguy cơ chứ tu đâu có kịp bây giờ, mà dân mã chúng cho mà chờ mà đặng tu. Sớm chiều cứ ráng công phu thì ân bố đức nào du Phật đài, đó là cậu nói chứ ngày nay ngồi tu mà không kịp mà trần ái chứ cuộc kỳ. Buồn đời nói chuyện vô vi, nói cho dân biết vậy thì nghe dân đầy rồi khai mở cho đời tân. Điên khùng mà nói chuyện cho phân dân ngạc ngào, cũng gì nói chuyện bao hao mà cũng gì nói chuyện tào lão chứ quay quay. Đó là thương mến trận ai cho nên mà mới nhắc cho một bài thăm thăm với giả từ đồng đảo vì nhiều năm. Cậu đi mà mở nơi khác mà lại thăm chứ người hiền, giả từ vô lượng vô biên chỗ này mạnh gió chứ bình yên khỏi tàu. Thương cậu mà ráng hải chứ quay đầu, lo tô mà đắc pháp chứ qua cầu về quê. Bỏ thân nhiều kiếp chứ nặng nề, dai mang chuối ngọc bồ đề cho sống thấy chưa phá tánh khổ lòng, làm sao mà thấy hội cho mây rồng tây phương. Trần gian thấy vậy mà thương, tại kẻ ăn ngó bất lương Phật trời, cho nên thấy chết giữa giờ, từ đây mà cô bác cho ra rời tay chân. Nghe rồi mà chẳng mang ơn, còn chữ mà cấu lại ba lơn chứ điên cuồng, chữ rồi Phật pháp chứ khai tuồng, phân thay mà tại thế chứ điên cuồng ngu si. Không biết chữ cậu làm chi, không biết mà lại mắng chỉ kinh khi Phật trời. Bây giờ phải chịu tả tới, ngậm câm mà cửa miệng chứ có lời gì đâu. Xưa kia cậu nói chứ không sầu, buồn đời mà trở lại Long Châu ba ngày. Đó là mà đức cậu, chứ nay mai giả ra mà trai gái mà thường ngày đắng phiên. Thôn quê rồi tới thị thiền, dân đâu mà có biết con phiền con lá chứ sáng trai chiều gái chứ đàn bà, làm sao mà cô bác vậy mà tường tri. Nói ra nhỏ giọt tự bi tại trời Phật biểu chứ say đi xuống trần, xuống đây không biết mấy lần, xuống đây mà nhỏ giọt mà từ tầng sang năm. Xuống đây hiền đức chứ cậu làm thấy dân mà đâu có người nào mà lập ma công chứ ba ngày cậu ở ăn đông. Thấy đồ mà ma quỷ chứ mọc lông dịch gà.
Đàn ông nó đổi đàn bà, chắc là chết ráo chứ thiệt hà. Còn ở đâu chứ quần áo mà gà vịt chó trâu, nói cho mà cô bác mà trời thâu hết rồi. Dân Nam khó đứng khôn ngồi, từ đây hướng cánh bấn tồi. Hôi tanh tại dân cùng giật còn dành, cho nên mà phải chịu rã bành thi. Phải nghe ta nói thợ kỳ, tu đi mà không có việc gì xảy ra. Chứ bây giờ gặp quỷ gặp ma, do người mà tạo nghiệp mà sao không cùng. Kỵ ba cậu xuống chứ không trung, từ bi bay lượng mấy dùng. Đăng phiên đời ơi chứ cậu cũng điên, nó còn mắng chữ mà ngửa nghiêng như vậy. Cậu đâu có phải ông thầy giả thân mà xuống thế giờ này. Đó thôi chứ chừng nào chợ lớn chứ hết rồi thì là độ mới mà hết thôi phiến ơi trần. Đời ơi rõ rõ dần dần, đời đâu có biết thánh thần là ai. Chứ không lo tỉnh giấc mà còn say, tới cơn mà bất loạn mà biết quay chứ đường nào. Kinh thưa ba tánh đồng bào, điên khùng mà có nói lời nào. Đặng ở phiên thì là vô lượng vô biên, mà đừng buồn chi cậu mà cùng điên chi chỗ này. Thương trần mở sửa mới xây, mới kêu trần trước giờ này. Thôi lui ráng về mà sam hối cho vui, mà thảo ngay cho mẹ mà bùi ngùi làm thinh. Đây rồi trời đất rung rinh, lưới trời mà bao bủa chứ chúng mà xin chứ gần kề. Chạy đâu cho thoát chưa mà về, nói cho mà cô bác muôn bề rảnh chưa. Giật dành chi nữa xóm mi chưa, ta thề mà chấp nhận cho xóm muối dưa quăng ngày. Thôi nghe mà lời cậu trận ai mà nhủ lòng ba tánh chứ gái trai buổi chiều. Sau này nghe cậu réo kêu đó là mà cậu lấy chứ đò chiều củ lông chứ lội qua réo chị réo ông. Tôi còn mà bị nạn gió giông ngút trời, cả kêu anh chị người ơi nhớ đi mà đức tánh cái lời nghiêm ngôn. Cất gì mà được chứ trường tồn, cất thân mà cất vía chứ cất hồn. Không xong mà cất chi mà vàng bạc chứ của đồng, nay mai mà lửa đốt rụi hồng còn đâu. Cất tiền quý cũng tới thâu, nói cho mà cô bác lo đầu. Bông chôm thà ta giữ dạng cho linh hồn, cất ân mà cất đức cho trường tồn ngày sau. Hồng trần như giấc chim bao, tỉnh cơn ác mộng chứ ngạt ngào. Thiệt tha cất chi thước ngọc cho đền nhà, cất chi mà năm bãi chứ cửa nhà cao sang. Trí minh không được rảnh ni răng, thà ta mà cất đức như pháp đàn bên trong. Chứ cất thân tâm tánh chứ đại đồng, cất ăn mà cất phước gieo trồng. Từ bi chứ về nhà ta cất cái món gì, cất chi mà không khói chứ vậy. Thì dân ơi chứ bạc tiền là lá lá lơi, mà vàng vòng rắn độc chiều mơ gần kề. Nói ra mặt ủ mày ê, dân nào mà sống tới chứ nằm dê lạ thường. Sống coi bi lối chứ bí ở đường, sống coi mà dân chung thay lương dạng dài. Đói con mà khóc thảm chứ bi ai, thân kia mà rụ chi cho ngục đài rừng sâu. Nói ra muốn nói nhiều câu, nói rồi mà cấu lại về tâu thượng hoàng. Cha ơi con xuống với trận gian, thấy đồ mà hoa quỷ với hình tàn ta thơ. Không ai biết cảnh biết thờ, cho nên mà thượng phụ mau vơ tiêu điều. Để chi thói quỷ chứ ma yêu, mà để chi động quỷ mà mơ chiều. Tự sao đó là tâm giả mới trí cao, cầu nguyện mà đậu hết trần lao bụi này. Nói cho dân chúng chứ được hay, mà cậu về bốn phía đông tây bơ thuyền. Ở đây thấy cũng có duyên, bây giờ mà tả bút mà lưu quyền. Đôi câu nghe đi rồi đừng có chứ âu sầu, lo tu mà đắc đạo chứ qua cầu sông mê. Không tu không biết đường về, chắc rằng phải trốn cầm mê chứ biển ở trần. Nói cho ba tánh mà dân dân ráng về mà răng nhớ mà cầm cân công bằng. Lý kinh kinh sử thường hằng, sau này mà buồn ức chứ bạc rằng. Đổi ở đâu chứ ta buồn thức dậy canh thâu, buồn đời mà cậu phải về tâu chứ phụ hoàng. Giảng từ ấp xóm chứ quyện làng, cậu đi mà nơi khác chứ hình tàn. Xác thơ đi đâu cũng tả muộn khơ, đặng cho mà vẫn biết tôn thờ thánh tiên.
dân nam còn lý còn phiền, cho nên mà lãnh lấy gấp liền mà nặng tay từ đài, mà cạc đổ chứ đá bay, mà thành đô quá lệ mà chạy dài chứ không hay. Thiên cơ máy tạo chứ dần xây, đổi trời mà đổi đất chứ đồng tay đổi liền, đổi bạc rồi lại chứ đổi tiền, đổi tỷ đổi tiền đổi chợ đổi quê, đổi ông sắp mới chứ gần về. Nói cho mà cô bác cho bồ đề trong trong, đổi chú rồi lại đổi ông, đổi trời mà đổi đất chứ gió giông chứ loạn cuồng, đổi thôi Phật pháp chứ khai thường. Nói cho mà cô bác mới điên cuồng hú si, điên đâu có biết lời gì, chỉ là biết nói từ bi thôi. Rồi trần ơi bạc bẽo như dối, trần coi mà trời Phật mà thả trôi ra ngoài, cho nên dinh chúng mới chứ bị đài. Bây giờ mà răng cắn chứ ngậm mơ dài, thiệt tha phải chi nghe cậu chứ trước mà chắp tay mà niệm Phật chứ Di Đà nguyên thân. Không lo mà chữ mắng thánh thần, bây giờ mà trời lại thấy trần nay mai, thấy chưa tâm đắng ngàn trai, từ đây mà xoay đá chồng gái mà lạ lùng. Trời phạt ơi hỡi có dùng, người không mà tu niệm mà lạnh lùng, cô đơn cho bão to mưa lớn không đau mà lớp chết từng cơn ạt ào. Đó là phát đứa bào hào, măng cha mà chữ mẹ chứ ác ào vô biên, còn chê chứ đức cậu cũng điên, mà nói ra mà lời lẽ mà thượng thiên lâm trần. Thôi thôi ba tánh ngồi gần, buổi chiều mà cậu giảng tâm thần, mà dựng yên chứ bút khai mực nọ mà cậu biên, mà gửi cùng đồng đạo cho mấy hiên đợi chờ. Giá từ anh chị mới trận nhớ, cậu về mà ăn nghỉ chứ bên bờ sông xưa. Nói ra cô bác chưa ráng chừa, thảo ngay mà cha mẹ sớm trưa mới còn, dán dình trung trực nước non, đó là cậu nhắc cho bà con kinh đầu. Nếu thương lời cậu báo cao thì là ráng sửa mà cho mau tu thì, nếu không chắc rã thay thi bị trời mà trừng phạt chứ còn chi bớ ở trần. Đây là cậu nói chứ nhiều lần, lần này là chót cho mòn lần, hết trơn mòn non mòn biển chứ không sờn. Nói cho mà bá tánh chứ thua hơn vui vậy. Nói rồi răng sữa chứ răng xây, nói rồi mà thức tỉnh canh chay hiểu thông. Giá từ bốn đảo thật đông, cậu về mà cậu giữ cái dòng sông đại ngàn, thuyền kia qua lợi chứ muôn ngàn, thuyền kia mà lướt sông trên đàn vu vơ. Đừng ai kiếm cậu mà thờ, thờ trung thờ trực chứ thờ bờ non sông, chứ thờ cha thờ mẹ thờ ông, lại cha là lại mẹ chứ đau đồng chánh hưng. Lấy trời lấy Phật vui mừng, đừng có mà lấy cậu mới tưng bừng làm ơi chi, chứ nói ra nhiều khúc lâm nguy, ta đây mà trở lại chứ đã thi độ đời. Nhắc cho đạo sĩ người ơi, bây giờ mà đừng có ngào chơi cận kề, sống coi mà tâm hỡi con dê, năm thân mà bà tanh u ê tiêu điều, nhà nhà đói rét quạnh hiu, lòng khô mà như khỉ cho tiên triều đựng sâu. Chứ thương dân cậu nói đôi câu, nói rồi mà cậu lại về tâu với trời, tâu rằng bác ác cái đời, dâm ô mà đầy nháy chứ tuyệt vời quỷ ma. Chứ tâu qua thượng đế chứ vậy mà phạt răng mà trận tốt chứ để mà làm chi, phạt ca gấp cái đứa vô nghì, chữ cha mà phán chúa chứ để chi, chứ bớ trời kỳ này mà chết ngọt chứ giữa dời. Nói cho mà bà tanh chứ vậy thời rõ ràng, chúc ba cầu cô bác đảo tràng, ở đây mà cố gắng chứ coi màn ra sao, chứ không coi minh chúa phục trào, coi ai mà cai trị chứ ngày nào cho dân. Nói xa rồi lại nói gần, nói ở bên mà nước tống chứ nước tần vậy đây. Nói cho mà cô bác chứ đặng hay, ta đi mà bốn phía đông tây hết rồi, có khi nước mắt cậu trôi, rừng sâu mà cậu ngữ chứ cậu ngồi. Cậu lo chứ lo cho cô bác chứ hát hò tu đâu mà có kịp chuyện trò với ai. Răng tu coi Phật Như Lai, coi đài mà quá hiện, hiện ngay thánh đền. Răng tu cậu giảng mới đừng quên, chúc cậu mà cô bác chứ tại nền. Bình yên chứ thôi thôi từ giả biên miên, giả từ mà đức cậu mà cùng điên đi về. Đừng lo má ủ mày ê, đôi lời mà cậu nhắc xóm ở kề, cần phân tại vì thương nước mến dân, đến đây mà cậu ghe chứ không phân ít hồi. Ghe đây chút nữa cậu đi, chút cầu cô bác không quy cỡ điều, thôi thôi vắng lặng chứ chiếc chiều.
biến khai mà bút mực cho quảnh hiếu thô buồn, nghĩ rằng rất cậu điên cuồng, sống còn mà lập gì khai tuồng. Đông quá chúc cho cô bác cho cả nhà ở đây mà cố gắng cho thiệt thà dồi đau. Cậu về mà làm đức cho mau, cậu về mà làm nghĩa chuỗi lao trong lòng, ngày sau nói vậy chứ bông hồng. Cậu về mà rước đạo cho thoát cả dòng nguy cơ, ở đây cố gắng mà thờ. Cậu về mà cậu đợi chứ cậu chờ, ngày sau ở đây ở chốn kinh đầu, đó là mà lời dẫn cho đồng bào ráng nghe. Cậu xin chúc tất cả đồng bào anh chị em, hôm nay cậu về ở đây để kính khuyên đồng đạo. Nếu cậu có nói gì sơ sót đồng đạo cũng buồn cậu như không. Bây giờ nghìn năm buông thở thì cô đi rồi, biết chừng nào trở lại đây nữa thăm đồng đạo. Cậu đi bốn phía đông tây cùng nam bắc. Hôm nay có nhiều việc thắc mắc hỏi cậu đàn ông đồng bà con trai con gái chứ, cậu có trả lời gì giờ, thôi ngày sau trả lời với đồng đạo và tất cả các anh em. Còn bây giờ thì cậu nói ra nghe, tiếng nào lành thì cứ làm lành đi cho cậu ha. Phải chi ngày xưa mà tất cả đồng đạo anh chị em mình trần gian mà nghe cậu sớm á, thì giờ này đâu có khổ dữ gì nè, phải không? Không có nghe mà làm tội chữ mắng trời Phật liên miên hết á. Cho nên cậu kia này cậu gì cậu tâu mà nói thiệt tâu á, chứ không phải nói gian với đồng đạo đâu, phải không? Bởi vì khùng khiệu mà cậu nói đại cậu có gì đâu. Cho nên hôm nay thôi, trước hôm nay cậu đến đây trước kính thăm đồng đạo, sau cùng không phải thuyết pháp mà lại là khuyên thôi. Tôi thuyết pháp là Phật thuyết pháp chứ cậu đâu có quyền thuyết pháp, phải không? Cậu là người phàm tục mà cũng xương thịt cũng nụ cười cũng như đồng đạo vậy, phải không? Xin kính phiền tất cả chú quý vị trăm ngàn lại hết trơn á, ráng tu. Cậu quý vị nghĩ vậy là cậu tấm chiếu rách về đường thôi, chứ không có đừng có nghĩ cậu cái gì hết trơn á. Ráng là tu hành cho sớm, sửa hạnh đạo lại hiếu trung cha mẹ, dạng toàn làm con phải biết cha mẹ, hiếu đạo làm dân phải biết nước nhà xã hội, xã tắc nguy biên phải trung trực chứ, đâu phải loạn quần như vậy được. Xin kính thăm đồng đạo có nói vậy đó, đừng có buồn á, lúc nào nhớ cậu phải không? Lấy thơ rồi đọc nè, nó rõ ràng cậu viết á, để tả cho đồng đạo nghe, chứ cậu không có tiền bạc đâu mà cho đồng đạo hoặc tặng đồng đạo bánh quà gì, phải không? Nó như vậy đó. Mong tất cả chưa quý vị ráng lúc nào rảnh rang thì tu, phải không? Nhưng mà cậu có nói tu không có kịp, làm gì cho kịp thôi cậu nói chứ, ta cậu nói vậy mà tu không kịp làm sao? Bố thí lập công tu tắc ha, sám hối từng giờ phút, đi đứng nằm ngồi tiếng nói cũng sám hối luôn, nó mới kịp. Chứ còn nó ngồi tu mà có mở tụng kinh hoài là không có kịp. Con nói đừng có buồn, phải không? Phải giúp đỡ bố thí ha, phải đem thân trải đường cho chúng, ai chửi cũng được hết là sám hối, phải không? Làm lành lánh dữ liền nhẫn mọi điều đó là mau mới kịp, chứ con tu đâu có kịp nữa. Thì trời Phật ban phúc lành cho ngày sau tất cả đồng đạo được hưởng phước báo vô lượng vô biên, phải không? Bây giờ cậu biết nói gì với tất cả chưa quý vị? Có nhiều vậy mong gặp cậu, gặp cậu có hết hồn. Trời, tưởng cậu là địa vị uy quyền đâu, đâu bảy. Tưởng cậu là đài ngà thức ngọc đâu về đâu, cậu như ăn mài phải không? Đây, cậu đợi bài tưởng cậu phải không? Tưởng rằng cậu ở Lầu Son, con tìm mà gặp cậu chứ con dông châu mài. Tưởng rằng cậu ở chứ lầu đài, ai về mà cậu tợ chứ ăn mài ta tới. Tưởng rằng cậu ở ngôi trời, sát thân mà đẹp đẽ cho tuyệt vời, xa xa chứ ai ngờ như quỷ như ma. Nói đây mà đồng đạo chứ cả nhà mến thương, tưởng rằng cậu ở tà chương đâu ngờ cậu lại chứ phơi xương biển ngơ hồ. Tưởng rằng máu phấn đắp tô mà ai lìa ngó cậu mà trầm trồ biết bao. Ăn xin mà thân phận ngạt ngào, xin ân xin đức cho đồng bào răng cho. Xin thầy bộ đồ bữa chứ cơm no, thân này khổ sợ chứ biến gò sáng qua. Tưởng rằng cậu ở cung nga nghè đâu không cửa cổng nhà. Dân ơi chứ tưởng rằng cậu đã chứ ngâu chơi, về đâu mà dưng lĩnh chứ ngôi trời vậy lắm. Tưởng rằng đeo đặng mà dặn gâm, ai về cậu lại giả câm giả khùng. Tưởng rằng cậu lại anh hùng, về đâu mà cậu khổ chứ cậu khùng. Ngày nay bá già bá tánh an bài, nhắc cho mà đồng đạo mà ngày nay lắm nhờ. Tưởng rằng cậu hãy tôn thờ, ai về mà trâu giạc chứ bên bờ sông Dương. Chứ thôi tự giả chứ muôn đường, cậu cười mà ba tiếng chứ dân nhường cùng nhau. Cười rằng cơm đói cháo rau, một ngày một bữa chứ chùi lau vui à vậy. Cười rằng mất chức chứ mất thầy, mất nhà mà mất cửa chứ vợ này tan quan. Cười rằng sinh chốn trần gian, thật là mà ngu muội chứ gian sang. Trôi rồi cười rằng mà dân chúng ôi thôi, mà tay đời bắt béo như dối chứ kia kìa. Cười rằng dân tộc chứ đẻ chia, cười rằng không thức chứ cánh phía tiêu tầm. Cười rằng dân chúng còn nằm lầm ta, mà xuống thế chứ tay cầm ngọc châu.
lầm ta ở chốn đánh đầu về đâu mà mượn xác công hầu bậy khơi. Lầm ta lại ở con trai hay là con gái mà ngày mai đời thường. Lầm ta phải chịu quan ương nói đây mà cô bác cho đón trường biết bao chứ thôi thôi kính chúc cho đồng bào buổi chiều mà cậu nói chứ ngạt ngào vô biên. Ở đây kính chúc cho đạo hiền chúc cầu mà anh chị cho bốn miền âu lo chứ thôi thôi đừng sợ đối nó mà ráng tu ráng sửa rồi qua đò nay mai. Biết rằng đời tục chứ không lai đầu tiên mà gần đến nay mai chứ rồi thường thôi nghe mà cậu ráng chứ nhẫn nhường những người mà qua được cái đoạn đường thoát nguy. Nhường người mở lối ta đi đừng sợ mãi có kinh khi chi mình cứ tu cậu lại chứ cậu xin mà cho chung chứ rửa mình sạch trong. Đừng tưởng mà cậu ở non bồng cậu ở mà giữ thế chứ tội lòng cùng nhau chứ tự xin bá tánh chứ ngạt ngào gỡ thơ mà thâm hết chứ đồng bào bốn phương. Thôi thôi bút mực chứ phô trương cùng điên mà tỏa hết chứ đoạn trường canh thâu chứ nói ra bút mực đôi câu gỡ cùng mà bần sĩ ngõ hầu tâm nao. Kính thưa anh chị kinh đào buổi chiều mà cấu giếng chứ đồng bào cậu thăm thấy người cũng mà được cho thâm tâm vui mừng mà cậu lại mà nhiều năm tuyệt vời. Nay mai cậu sẽ chứ xa vời giả từ mà đồng đạo chứ đôi lời cậu phiên chứ giả từ đức cậu cũng điên đặng mà cậu lai con thuyền ra đi. Giả ngã từ đâu khúc ai bi chừng nào mà trở lại chứ ra thi bới trò thì rằng nơi chốn chứ ráng lo mà ráng lo mà cầu nguyện rồi cậu cho sau này. Ráng cầu nguyện Phật chứ nguyện thầy đặng cậu mà về tư chứ sửa thay cho mình. Cậu đi ba tanh chúng sinh không cầu mà đi mãi mà rung rinh chứ cửa trời. Giá từ đồng đạo chứ nơi mới cậu đi mà nơi khác chứ tiếc trời kinh khuyến chứ giá từ đồng đạo vô biên. Đến thăm mà một chút chứ sĩ hiền rõ chưa. Rõ rồi sớm muối chịu dưa rõ rồi mà đức cậu chứ mới đưa thơ đề. Rõ rồi mà đức cậu chứ mới về rõ rồi mà đức cậu chứ mới kề thi văn. Giang từ sự khó khổ khăn lui thuyền mà trở lại sáng trăng trong lòng cậu về nơi cõi rừng thồng hay là mà giang biển cho mênh mông đại ngàn thuyền kia qua lợi rước ngang thôi thôi mà từ giá đau tràn bình yên chúc cho ba tánh cho thị thiền thật là vô lượng chứ vô biên chỗ này. Nam mô Phật, cầu xin từ giả đồng đào ở đây bây giờ đâu biết nói gì giờ, hồi nãy giờ chị khuyên được chị than gian buồn thì chỉ khuyến tu rồi chỉ là nói kể tu rồi thôi chứ có biết nói gì với đồng đạo đây ha. Về đáng nghe lời cậu đừng có quên ha, lúc nào cô nhớ cậu cái lật thơ ra ha, cái thấy lời của cậu Việt Văn ở đây đó ha, đừng có buồn. Ráng lo tu sửa làm sao cho trọn vẹn nè, hiếu đạo cha mẹ vẹn toàn nó mới quý phải không, chứ nếu mà mình không có tu làm sao mình tội hưởng được ha. Có nhiều gia đình nói thôi tôi không có tu, tôi không có làm tội gì hết, tôi không tu, không làm tội sao rơi xuống cái biển ấy này nè đồng đạo, không làm tội mà ở cái biển khổ này chi đây, một vị Bồ Tát La Hán là cũng xuống đây cũng bị tội nữa, cũng tu mới về được nữa. Cậu xin vừa về ráng cố gắng, cô đừng có hỏi cậu ở đâu nè, chừng nào cậu về một nè, cậu đi không hẹn ngay về. Gió xuôi nước ngược phải không, thì kề cậu khuyên tôi thì gió xuôi cậu về mà nước ngược thấy không đó, vậy đó đừng có hỏi gì trơn rồi đó. Hỏi gái con trai hỏi chi vậy, hỏi gái trai mới tu được hay sao, còn cậu nói thì không tu hay sao, ráng tu cho được, mẹ cậu nói có lý là tu à. Ừ, đừng có hỏi gì trơn trời á. Cậu đi tới xứ này, này xứ nọ chỗ khác thì ví dụ như mà giấy này không xài có phải đổi với giả chứ sao giờ phải không, không giả làm sao được. Cho nên hôm nay á Phật cũng giả vậy phải không. Phật giả một kẻ ăn mày đó, đặng mà xuống thế độ rài chúng sanh, Phật giả chứ phải không, chứ để ma dục quỷ dành làm sao mà rõ ngọn ngành ngôi xưa. Phật giả xuống đây á đặng quỷ ma nó thấy nó chừa mà đặng mà độ chúng sớm chưa trở về, chứ nếu không mà làm sao được đây. Đừng có hỏi gì hết trơn, trời cậu về thăm là mừng rồi. Còn nếu không mừng rồi thôi cậu cũng không có buồn nữa, phải không? Thôi kính chúc Phật tử đồng đạo nơi đây được dạng sự lành, cố gắng lo tu ha, không có làm biến tu được rồi nha. Phải tu cho thiệt tình là chánh giáo ha, rồi sau mới đắc quả thành công. Tu sửa đổi thôi chứ có gì lạ lùng ở đâu, phải không? Hồi đó nói lớn tiếng quá đi, bây giờ nói nhỏ nè. Hồi đó nói tàu lao, nói tầm bậy tầm bạ, bây giờ không có nói nữa. Hồi đó nói một ngày 200-300 tiếng, giờ 10 tiếng thôi, 20 tiếng thôi, bất lần vậy đó. Hồi đó phí lãng thân phận, xài tiền ngổn ngang, làm đi cái bia rút ngắn thì giờ để cái đó cho giúp đỡ bà con là tu rồi đó.
chứ không ngay thẳng nè, tính toán mưu thuận bây giờ không có tính nữa, để ăn trang trí thần để lo niệm Phật. Niệm Phật không tốn tiền ngàn ngày sao vô đặng tòa giang quốc dương mà. Niệm Phật kẻ mến người thương, niệm Phật chánh chánh đường đường hành y, niệm Phật không sợ khinh khi, niệm Phật sao được từ bi mình nhờ. Niệm Phật đừng dạy đừng khờ, niệm Phật Phật rước qua bờ sông mê, niệm Phật giữa cội bồ đề, niệm Phật rồi lại được về Tây Phương. Niệm Phật chánh chánh đường đường, niệm Phật ba tánh đừng dương nghiệp trần, niệm Phật thấy Phật thấy thần, ngày sau mở hội á, kim ngân đại hầu, mình về giữ được đài lầu, thất sơn mầu nhiệm, đâu đâu rõ ràng. Niệm Phật bớ bớ xóm làng, đây lời câu nhắc rõ ràng như như. Niệm mà Phật mệt, thối xấu tật hư ta chừa, ta bỏ vui tươi trong lòng. Niệm Phật phải ráng lập công, niệm Phật phải ráng đình xong nghiệp đời. Niệm Phật khổng sắc thảnh thơi, niệm Phật quý vị cơ trời gần xa. Niệm Phật quỷ chạy ma xa, đặng mà đắc đạo ma ha tại miền. Niệm Phật về Phật về tiên, đừng có niệm của niệm tiền làm chi. Niệm Phật không sợ khinh khi, mình cứ niệm Phật từ bi trong lòng. Mình cứ niệm Phật đi, đừng có niệm gió niệm giông nhau. Nghe lời cậu nói, niệm ở ngoài lần xui chuỗi làm này làm kia, cất trong mấy cái chùa rồi làm lung bung hết trơn mà không có ở bình tông chút nào hết trơn á. Bởi vậy cho nên khá khen cho chúng trần ai mà tu hành mà lại bị đại ngục môn đó, thấy không? Tu sao mất sắc mất hồn, mà tu sao như biển như cồn nổi danh, mình tu vậy mới tu chứ ha. Thôi cầu chứng minh đồng đạo. Một phút sau cùng buổi tiết chiều từ giả cầu về, xin kính mong đồng đạo dặn sự bình an ở nơi đây. Bây giờ đây cũng quý lắm rồi, kính mong tất cả chư quý vị, đáng lẽ con không cho nữa vì đã hết rồi mà cậu còn cãi trời cãi đất cãi Phật đó. Nhưng mà cậu cãi mà giúp người hiền chứ cậu không cãi giúp người dữ, phải không? Vì sự đó mà cậu không sợ thôi, chứ nếu mà cậu cãi mà cậu làm cái chuyện gì với đồng đạo hả, là trời giết cậu rồi đó chứ không phải đâu, phải không? Hôm nay vậy thôi, cậu xin kính mong chư quý vị đồng đạo ở kinh đào được dặn sự bình an. Trong một phút sau cùng cậu lui. Đừng nhắc nhở cậu gì hết, ráng tu. Có nhiều gì nhắc nhở cậu mãi mãi mà không có tu đó thì cậu cũng buồn nữa. Mà tu không nhắc nhở, không cúng tế lễ, không làm gì cho cậu hết mà cậu lại vui như vậy đó. Thôi, cầu chứng minh đồng đạo. Trước sự của bài hướng dẫn và sơ cùng, cậu xin cảm ơn hết tất cả đồng đạo hồi hướng công đức dạng dạy cho của quyền thất tổ của quý vị hết. Lãnh công đức vô lượng của quý vị mà để cùng cậu đi giúp dân cứu chúng. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Lệ Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát.